Chibu vốn là một trong những mỹ nhân rất chăm chụp hình và chia sẻ lên mạng xã hội. Đáng nói mỗi lần khoe ảnh là một lần giọng ca Anh ơi ở lại làm người hâm mộ mê mệt bởi nhan sắc cùng phong cách miễn chê. Và loạt ảnh mới được cô đăng tải trên Instagram cá nhân cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên lần này Chibu còn tận dụng luôn phòng ngủ của mình để làm studio cho hình ảnh thêm mới lạ hơn. Nhìn xem chỉ cần lên đồ làm vài nét ảnh chụp nhanh đăng liền trong phòng ngủ thôi mà Chibu vẫn làm dân tình mê mệt về nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái sang chảnh. Không cần hở bào, Chibu vẫn ghi điểm với trang phục kín đáo nhưng cực tôn dáng, đường cong quyến rũ được nữ ca sĩ khéo léo phô diễn trọn vẹn trong loạt ảnh này. Chỉ cần lên đồ đơn giản, tìm một góc đầy đủ ánh sáng trong phòng thay đồ, Chibu cũng có thể cho ra hàng loạt ảnh khoe thần thái sang chảnh như thế này. Khuôn mặt hài hòa là da trắng đã khiến Chibu thu hút mọi ánh nhìn. Góc nghiêng không phải dạng vừa của giọng ca Anh ơi ở lại. Các fan cho rằng sắp tới sẽ có rất nhiều bộ ảnh sương sương sang chảnh như thế này nữa đó. Thôi thì cứ chờ mà xem nha.